Kính thưa quý vị theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu các mặt hàng gạo tiêu thủy sản đồ gỗ sẽ rất thuận lợi trong năm mới đặc biệt mặt hàng gạo đã có nhiều đơn hàng từ philippines và indonesia ngay từ những ngày đầu năm Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản dự báo, nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý 1 năm 2019 sẽ tăng tại các thị trường truyền thống là Philippines và Indonesia, do hai nước này vừa bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sau khi Philippines gỡ bỏ chính sách hạn chế nhập khẩu, đã có 166 công ty Philippines nộp đơn xin mua 1 triệu tấn gạo, trong đó có nhiều đơn hàng xin mua gạo tại Việt Nam tuy việc xuất khẩu gạo sang philippines sẽ dễ dàng hơn nhưng việt nam phải cạnh tranh gai gắt với các nước xuất khẩu khác trong khu vực như campuchia myanmar và thái lan nhu cầu nhập khẩu gạo của trung quốc thị trường truyền thống của việt nam có thể sẽ nhiều áp lực lớn do trung quốc thay đổi chính sách quản lý biên mậu tăng cường nhập khẩu chính ngạch